cầu thang, lan can cầu thang. Cái này là 1m45, này là 1m60. Cầu thang dốc. Chủ lượng khá là nhiều. Sắt 16 cán trơn. Màu cũng rất là đẹp. Hoa văn uốn kết hợp với hoa lá. Liên hệ với Hoa Tháp Việt theo số điện thoại trên màn hình các bạn nhé, để được cung cấp những mẫu hoa văn. Rồi, chào các bạn, gặp lại ở các video sau. Đây là cái lan can cho phần chống nghỉ. Đó, cái này lan can ở phòng đoạn ngang sắt 16, đánh số xếp phôi với khách tự Hàn, vận chuyển toàn quốc, giá cả phải chăng. Đưa cái khác soạn lại đóng gói đi. Cái này là dài bao nhiêu khác? 1m này. 1m17. Này đoạn này 1m17. Rồi. 31 ban công. Dài 3m. Sắt 16 cản trơn.